Vụ án Nguyễn Văn Đài sắp được đưa ra xét xử. Theo thông tin từ Facebook của vợ ông Nguyễn Văn Đài, thì Nguyễn Văn Đài viết thư thông báo cho vợ mình, bà Vũ Minh Khánh rằng vụ án của ông ta đã kết thúc giai đoạn điều tra. Vợ ông này đang tức tốc mời luật sư bào chữa để có dịp được tiếp cận với ông ta, bàn cách đối phó và lên truyền thông la lối trước phiên tòa. Có lẽ các cơ quan tố tụng biết rõ, phía sau Nguyễn Văn Đài và Hội Anh Em Dân Chủ là cả một hệ thống truyền thông của Việt Tân và Vòi Bạch Tuộc sẽ nhảy chồm chồm lên với các kế hoạch truyền thông, vận động quốc tế can thiệp đến điên dại khi cả một bộ sậu, tổ chức chuyên nghiệp nhất của chúng bị nhập kho với Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Báo hiệu bản án không hề nhẹ trong bối cảnh ngành tư pháp đang quyết liệt ra tay xử lý nghiêm đám phản động đã từng ngang ngược lộng hành khắp Việt Nam nhiều năm qua. Trước nhóm thủ lĩnh của Hội Anh Em Dân Chủ, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga đều nhận mức án 9-10 năm tù giam cho tội tuyên truyền chống nhà nước. Tội danh thường nhận mức án nhẹ hơn so với tội hoạt động lật đổ chính quyền, có thể tử hình. Hội Anh Em Dân Chủ do Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội lập ra ngày 24 tháng 4 năm 2013 trên trang mạng xã hội Facebook. Hội này là nơi tập trung nhiều nhà dân chủ của Việt Nam dưới sự quản lý chỉ đạo của Việt Tân mà trực tiếp điều hành là nữ ủy viên Trung ương Việt Tân Hà Đông Xuyến, kẻ đã bị Bộ Công an Việt Nam ra thông báo trên trang điện tử là thành viên tổ chức khủng bố Việt Tân, là đối tượng khủng bố bị Việt Nam truy nã. Khi thành lập hội này, Nguyễn Văn Đài dương dương tự đắc tuyên bố: Hội Anh Em Dân Chủ không thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam nên không chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam, cùng lắm thì chỉ chịu sự điều chỉnh của Facebook. Hiếm có luật sư nào được ăn học tử tế mà lại nói ngông cuồng như vậy. Nguyễn Quang A từng ca ngợi Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức hoạt động chặt chẽ, bài bản. Đúng vậy, qua thông tin về gần chục thành viên hội này bị bắt, khởi tố đồng loạt vừa qua cho thấy tổ chức này có bầu bán ban bệ rất chuyên nghiệp. Hầu hết các thành phần bị bắt sau Đài như Phạm Văn Trội, Nguyễn Bắc Chuyển, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Túc, Trần Thị Xuân đều là nhân sự cốt cán giữ các vị trí điều hành tổng hội hoặc đại diện các vùng miền của tổ chức này. Do vụ án Nguyễn Văn Đài chuyển sang giai đoạn tố tụng đúng vào dịp Tết Tây, tức Việt Tân và cả dàn bậu sậu đang hưởng Noel và nghỉ lễ Tết, nên trên mạng Internet mới chỉ có lác đác vài bài chia sẻ sự việc. Dự rằng hết Tết Tây, Việt Tân và đám tay sai sẽ khuấy động vụ việc này tưng bừng. Hãy cùng chia sẻ với thất bát này và cùng xem chúng diễn trò chí phèo ra sao nhé. Dự rằng Đại sứ quán Mỹ và các nước EU sắp tới sẽ nóng bỏng lắm đây. Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 bị can trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương khác. Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lê Thu Hà, sinh năm 1982, trú tại phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Trội, sinh năm 1972, trú tại xã Trương Dương, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội; Nguyễn Trung Tôn, sinh năm 1972, trú tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Trương Minh Đức, sinh năm 1960, trú tại phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Bắc Chuyển, sinh năm 1968, trú tại phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Các bị can bị khởi tố bắt tạm giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân quy định tại Điều 79 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, thì người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, và người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ 5 đến 15 năm. Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.